Xin chào tất cả các bạn, fc.vn xin hướng dẫn các bạn cách quản lý tập tin ngay trên Fc. Đây là chức năng giúp cho người dùng dễ dàng kiểm soát và sắp xếp tài liệu như trên máy tính cá nhân của mình. Màn hình quản lý tập tin sẽ xuất hiện ngay sau khi các bạn đăng nhập thành công tài khoản Fc của mình. Để tạo thư mục mới, các bạn click vào biểu tượng dấu cộng ở phía trên bên phải và nhập tên thư mục cần tạo, nhấn Enter để hoàn tất quá trình tạo folder. Sau khi tạo xong thư mục, thì hệ thống sẽ tự động truy cập vào thư mục vừa tạo. Để upload nội dung vào thư mục vừa tạo, các bạn hãy nhấn nút tải lên như ở phía trên bên trái màn hình. Lúc này các bạn hãy nhấn vào nút thêm tập tin trên pop-up tải lên. Các bạn chọn các file cần tải, bấm nút Open và chờ quá trình tải lên hoàn tất. Hoặc các bạn có thể kéo thả file, folder từ máy tính vào trang quản lý Fc. Việc kéo thả file, folder giúp người dùng tối ưu hóa thao tác thực hiện việc upload file, folder lên Fc. Ngoài ra, để xem ảnh trên fc.vn, thay vì tải hình ảnh về để xem, người dùng có thể xem hình ảnh online trực tiếp ngay trên fc.vn bằng cách nhấn vào tab Photos và click vào icon như hướng dẫn. Các bạn cũng có thể xem hình ảnh theo dạng slide trình chiếu bằng cách nhấn vào hình ảnh. Để tải nhiều file cùng một lúc, các bạn hãy nhấn giữ phím Control và click chọn những file muốn download, sau đó bấm nút tải file zip. Nếu muốn tìm một file nào đó, các bạn nhập tên file vào khung tìm kiếm phía trên góc phải màn hình, nhấn Enter và danh sách các kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê như hình. Xin chào tất cả các bạn, fc.vn xin hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm nội dung và cách download với link Fc. Để tìm kiếm nội dung, các bạn truy cập vào công cụ tìm kiếm Google hoặc Cốc, sau đó gõ nội dung cần tìm kèm với từ khóa fc.vn ở phía sau. Ví dụ, để tìm kiếm phim Châu Tinh Trì, các bạn gõ Châu Tinh Trì fc.vn. Ngay lập tức, Google sẽ trả về các kết quả có chứa nội dung cần tìm. Các bạn click vào kết quả vừa kiếm được và click vào link Fc. Khi các bạn click vào link, tự động sẽ chuyển về trang download của fc.vn. fc.vn vừa giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm nội dung và download link Fc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các thắc mắc vui lòng gửi về email hỗ trợ@fc.vn hoặc fanpage fc.vn.